Rồi chúng sẵn bây giờ chúng ta sẽ quản lại cái quạt ba pha luôn các bạn nghe nha. Như vậy thì trong cái máy, những cái máy ga 410 mới. Ôi trời ơi, cái gì đấy? Sập đây. Mới có con cầu rồi mà. Nó bay hay gì? Ờ xuống lẹ đi bạn. Từ từ nó mới dậy tới trên rác như vậy nữa à. Chưa. Ô Lương ơi. Như vậy thì mình sẽ nói lại cái quạt ba pha một chút xíu ha. Cái quạt ba pha như mấy những cái máy đời mới đây, cái quạt đầu quạt đuôi nó đều ba pha cả. Ví dụ như đây quạt đuôi. Chúng ta cũng quạt quạt DC 3 giây. Ba pha. Là những cái quạt này cũng là quạt DC. Như vậy thì các bạn nên nhớ rằng cái quạt người ta có tiêu chuẩn quốc tế, ví dụ đây một quạt Bana thì chúng ta nên nhớ là dây đỏ chúng ta sẽ là 300V. Dây bình thường nó dây đen nhưng mà cái này hơi màu xanh. Và dây đen sẽ là 0V. Dây 15V, dây xanh hầu tiếp và dây màu vàng là dây xung điều khiển. Các bạn ghi lại nha. Chưa, bạn nào chưa ghi thì ghi. Mấy em ghi rồi. Em ghi chưa? Em ghi rồi thì. Rồi. Ra các bạn cái này có quá rành. Như vậy thì khi mà các bạn mở quạt ba pha ra, mở quạt ba pha ra thì các bạn sẽ thấy là trong cái quạt ba pha chúng ta sẽ có một con IC điều khiển ba pha. Nó sẽ có hai tình trạng, một dạng chết cuộn và một dạng là chết mạch. Nếu nó chết cuộn thì các bạn không quay được cái quạt đâu, tại vì lúc đó từ trường lệch là lúc đó sẽ nghiêng một cái cốt này, nó sẽ nghiêng sang một bên. Ví dụ nó nghiêng một bên vậy thì các bạn quay cứ ngắt. Đó là tình trạng chết cuộn. Còn tình trạng chết bo thì sao, các bạn quay nó bình thường, nó rất nhẹ bình thường, chẳng có gì cả. Như vậy thì nếu mà chết như vậy thì các bạn thấy rõ ràng là trong cái quạt của chúng ta nó chỉ có một con IC để điều khiển ba pha. Rồi các bạn nhả ra coi nó số mấy và chúng ta liên hệ với quầy ca chúng ta mua. Xong rồi. Quầy ca nghe thế này là miền Bắc thì liên hệ với quầy ca, còn miền Nam. Miền Nam thì liên hệ với mình Khang. Hai bạn đó. Con IC này nó không mắc tiền nhưng mà đỡ hơn là các bạn đi mua 1 triệu mấy cây quạt. Đó không? Cái quạt DC này nhiêu? Đẹp, này nhiêu cân? Daikin 550. Daikin thì là 750 thôi ạ. Đó là quạt Trung Quốc. Quạt Trung Quốc. Còn quạt hãng nhiêu? Quạt hãng là 1.4 triệu. Rồi. Thằng này nó nắm giá ghê. Nhưng rõ là nó chặt khách hàng dữ lắm. Vuông. Nó nói người ta thay quạt hãng chứ không bao giờ nó thay quạt hãng cả, nó thay quạt Trung Quốc không. Như vậy thì các bạn sẽ mở ra, các bạn coi IC cho mình. Đây là dạng 1 của quạt ba pha. Dạng 1 của quạt ba pha thì con IC điều khiển ba pha nằm trong cây quạt. Đúng chưa? Đó là 5 giây. Thì cây quạt sáp của chúng ta nó cũng giống vậy nhưng mà nó mọc thêm một cái chị màu cam nữa là thêm 5V nữa. Quạt sáp. Rồi, đây là dạng 1, dạng 2 đúng không? Cái dạng 3 của chúng ta là cái quạt 8 giây. DC mà 8 giây. 8 giây thì các bạn nên nhớ là ba một cái dây mà nó có 3 chân như vậy đó là dây UVD. Còn cái dây này là xung hen. Chúng ta sẽ cắm vô và chút nữa các bạn sẽ dò cho mình là 5V và 0V. Còn lại là 3 dây là xung hen báo về tốc độ quạt của ba pha. Được chưa? Như vậy thì trên cái bo mạch của nó còn đằng sau đi đang nấu cá không phải đấy đúng rồi không phải cái này bình thường, cái này là quạt thường không phải. Không phải cái này quạt thường, quạt xế cái bo đâu rồi đá này à đi qua ai quá đây 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 đây. Như vậy thì chúng ta thấy là cái quạt DC này ba pha nó sẽ gắn vô mặt và dây xung hen nó sẽ gắn một cái đắt kế bên đây. Như vậy thì điều khiển cái quạt này nó sẽ có hai dạng điều khiển, một dạng là nó sẽ gắn 6 của IDBT 1 2 3 4 5 6 để điều khiển cái quạt UVW, phải không? Còn cái dạng 2 là nó sẽ gắn cái con IC này nè ở trên cái mặt cũng để điều khiển ba pha, hiểu không? Nó chỉ có hai dạng thôi, nó biến thể. Ví dụ ở đây bạn thấy không, con IC này có không, IC này nó điều khiển ba pha nè, UV đúc nè, trên cái quạt chúng ta đưa ra UV đúc nè, UV đúc
Rồi mã số nó là được gọi là mã số mấy nè, chúng ta mở lên ra coi. Được không? Các bạn chúng ta có ba cuộn giấy đưa ra UV đúp nè, UV đúp. Như vậy thì con IC này có phải là điều khiển UV đúp không? Nhưng bây giờ thì nó không gắn trên cái quạt nữa mà nó gắn ở trên cái bộ mặt. Nó gắn cái này thì nó gắn 6 con IC điều khiển. Còn một dạng biến thể là nó gắn cái con IC đó nằm trên để cũng điều khiển UV đúp. Như vậy cái quạt 8 giây nó cũng bình thường thôi. Chẳng qua là nó làm ra cái dạng này cái dạng kia thì chúng ta mù mắt. Cải tiến công nghệ. Tính anh không phải cải tiến công nghệ. Nếu mà cải tiến công nghệ nó phải gắn trên quạt. Cải tiến là mẫu mã. Cải tiến là phải gắn trên cái quạt luôn. 118 gì thì 800. Nhưng thầy ơi, nó có cái ưu và cái nhược gì không thầy nhỉ? Ưu điểm của cái thằng 8 giây này này. Cái mặt 8 giây hả? Vâng. Ưu và nhược điểm là gì? Khi mà nó gắn trên cái bo này thì rõ ràng cái bo này nó thoáng, dễ nhiệt sẽ được tốt hơn so với bản bịch kính. Đúng không? Và một phần thứ hai nữa là con EDV này dầu dân nữa, bạn thấy 8 con này gộp lại nó bự hơn cái con nhỏ. Như vậy là 8 con này chịu dòng cao hơn con IC. Cho nên thường thường những mạch công suất lớn xài EDV điều khiển các bạn công suất lớn. Đúng không? Mà mà chết thì chết. Phải cái nào nó cũng chết là chết. Không ý em hỏi như vậy để em biết thôi. Đúng rồi. Nó có cái ưu cái nhược. Như thí dụ như cái quạt mà bạn điều khiển cái máy 5 ngựa chẳng hạn đi, thì cái con IC này rõ ràng là không đủ công suất để chạy. Không đủ sức để chạy. Bắt buộc nó phải làm 6 con nằm ở ngoài để điều khiển cái quạt, cái dòng lớn nó mới điều khiển nổi cái quạt. Chứ bạn bắt cái con bé này mà điều khiển sao 5 ngựa, không khác nào nó chơi lại hết. Đó. Dạ. Thầy bảo là cái quạt 5 giây với quạt 6 giây được có cái là được có cái là nó gọn. Thầy bảo cái quạt 6 giây là nó hơn quạt 5 giây mà. Trời nói luôn đó nó hả ta. Có vậy đó. 6 giây 600 mà 5 giây 500 là hướng có vậy đó không ta? Cái gì là thầy đang quay. Thằng em nói bừa. Thầy có bảo tất cả mọi người đây biết được thầy. Trời có nó hả ta. Nó có vậy đó. Để mở camera ra nghe lại coi. Có đoạn nào không nên thì xóa đi. Như vậy thì chúng ta biết bây giờ. Như vậy các bạn cứ nghe IRBT. Bây giờ IRBT là cái gì? Là IRBT tiếng Anh là hệ thống điều khiển nó được nhiều khúc đó đó. Cái đó được chăn mấy cái học sinh của thầy toàn cao học cả rồi đấy. Vậy là chúng ta cứ nghe IDBT. Bây giờ IDBT là cái gì? IDBT còn nó theo như là không là gì làm IT thì theo như bạn này IDBT có nghĩa là isolate gap bipolar chân to hả? Đây isolate gap bạn này mới hỏi mình trả lời luôn, trả lời luôn xong cũng biết gì. Giờ IDBT là gì? IDBT là một con lai, một con lai giữa con gì Jansitor và Phép. Thật ra nó có một trai một con à, con máy nó còn con lai. Tại sao nó phải xài như vậy mà không xài Jansitor? Không phải không phải luôn, nó chịu được áp cao cũng không phải luôn, chính xác mà này lo đầu cũng có cầu các bạn. Thời gian đóng ngắt của IDT cực kỳ nhẹ. Nó lẽ là gì? Nó mang tổng chở của một con phép nhưng mà dẫn dòng điện là một con chanh xì to. Dòng điện của nó là dòng điện của dẫn của con chanh xì to, tức là CE mà đóng lại thì chỗ này cháy sáng. Nhưng mà cái tổng chở là tổng chở con phép nhưng đóng ngắt rất lẹ, cho nên đó người ta mới xài nó vô cái con sinh chức. Tại vì 6 pha khi mà 6 cực khi mà đưa vô 6 cái tổng ghép của con IDBT để đóng ngắt thì tần số rất cao, cho nên nó phải đáp ứng được cái gì đóng ngắt phải lẹ, không thôi là để pha nó chạm nhau à. Cho nên là người ta sẽ xài con IDBT. Cái tập của mình là đâu rồi? IDBT hôm nay các bạn học hơi mệt, mình cũng mệt. Đây IDBT đúng không? G C chúng ta vẽ vậy cho đơn giản quá vấn đề. Đây là D, đây là S, C đây chính là con IDBT. Chúng ta xem hình đi ha, tại vì mà mình vẽ không đẹp bằng máy. Ôi
chính tổ thầy vẫn thua máy. Đây bạn, ngõ vào của nó là một con phét, nhưng mà dẫn điện là một con trang thi đo. Bạn hiểu không? Như vậy thì để điều khiển con này chúng ta không thể nào ấy. Bạn biết là con phét khi đã kích nó dẫn luôn. Bạn thả chân kích ra nó vẫn dẫn đúng không? Bạn muốn nó không dẫn thì bạn phải kích ngược chiều âm một cái nó mới tắt. Chúng ta có hiểu cái con phét con IDB làm việc không? Chúng ta sẽ mở cái phần để hiểu về con IDB đây làm việc. Chúng ta sẽ sang ngôn ngữ tiếng Anh chúng ta xài. Chúng ta sẽ vô YouTube. Chúng ta sẽ đánh vô một cái từ tiếng Anh cho nó kiếm. Chúng ta đánh cái là how to chat. IDBT. How to chat. IDBT. Tức là làm thế nào để kiểm tra một con IDBT. Hả? Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ vô một cái phần là đây. Oh, how to test. Rồi. Hello viewers. Chúng ta tạm thời nghe tiếng Anh hay tiếng Việt chút xíu. Response to Aussie 50 had done a video and he said he didn't know how to test IGBT bricks. So I'm going to do this video to show people how to test IGBT. Coi nó làm thôi. Không nghe, coi nó làm. I got two bricks here. I've been showing the camera here. Cái này các bạn khóa máy giặt, khóa máy lạnh chỉ nghe. Chủ yếu mình giảng cái bài này cho khóa máy việt cơ, các bạn cứ nghe cứ hiểu được. And then, and this one here. Đây là một con IDBT. À, chúng ta sẽ xem cách mắc của nó. Chúng ta sẽ hiểu cách làm việc của nó. Có phải đây là cực dương, đây là cực âm không? Đây là cực dương, cái nào cực dương? Kể chúng nó, cũng rồi chúng nó bắt thì chúng ta sẽ coi ha. Some of the things I want to show about this is, even though you see four connections on here, there's actually only. Chúng ta cứ nghe con IDBT, nhưng mà hôm nay chúng ta phải hiểu được IDBT là gì, là cái cách làm việc của IDBT. Talk about three of them. There's the collector, and then there's the emitter, and then there's the gate. The gate is actually. Coi đây là công nghiệp. Control voltages and actually. Tiểu nghiệp. And then the actual power that controls goes from. Đây, chúng ta sẽ bắt hai đầu cộng trừ vô hai đầu. Là trước là thằng mà cái thằng tay gì nó nói gì? Ngay chỗ đầu cộng này bắt cái bóng đèn. Vô đây. Ở đây vô đầu trừ. Now to actually test one of these chúng ta sẽ bắt đây. Đây cái bóng đèn. Đây là cái bình. Nó sẽ bắt hai đầu vô con CE của con IDBT. This connects directly to the negative terminal on the battery. The positive is going through. Đây, nó bắt vô cho bạn xem thấy không? Nó tiếp nè, vô nè. Nó vô đây nè. Nếu chập hai đầu lại là đèn sáng phải không? Nếu chập hai đầu lại đèn sáng. Set this up for testing. Như vậy nó sẽ bắt vô cho bạn xem nó bắt vô. Want to do is take the negative wire, which will connect. Đây, nó bắt vô đầu vô nè. Cathode of the IGBT. Nghe tao tụt quần luôn nổi. Tao làm gì đấy chân nữa à? Đây bạn thấy nó bắt hai đầu xe không? Which goes through our load and to back to the positive battery, we want to connect to the collector, which is marked C on our IGBT. Okay, we've got a technical. Thấy chưa, xe ơi. Right như vậy là chân này là chân G nằm ở đây nè. Bây giờ nó muốn cho con IDBT này dẫn điện thì nó sao? Nó lấy tay của nó hai ngón tức là một điện trở. Vậy thì nó đụng đầu dương, nó đụng vô đây một cái. Thì coi ra đây bắt đầu dẫn điện. Chúng ta xem. Đây cái tay của nó nè. Đúng chưa? Nó sẽ đụng vô cực G nè. Vô cực dương thì nó sẽ dẫn điện. Mà nó đụng xuống cực âm thì nó ngưng điện. Đụng vô cực dương nó dẫn gì vậy? Tại vì con phép khi mà bạn kích nó dẫn là nó dẫn luôn chứ nó không nhả. Đúng rồi, chính xác. Now we're ready to do our test. The first thing we want to do is take your finger and touch the positive. Để hiểu được con bẻ làm việc thì chúng ta phải biết con IDBT làm việc như thế nào.
Rồi chúng ta mới ghép 6 con lại. Đúng chưa? Nè, thấy chưa? Khi thả ra, nó vẫn giữ. Now I'm going to reach over here and touch the negative. Đụng vô, tắt. Touch it again, light goes off. Như vậy nó đụng cực âm, thì tắt. Đụng cực dương, thì cháy. Depending on what kind of charges stored on the gate of this. Quan hiểu được coi DBT. Remember, emitter. Cực dương cũng là chứng G. Một chân G đụng vô cực dương thì bóng đèn cháy. Để cực dương đụng vô chân N thì nó tắt. Như vậy là con IDBT làm việc đóng ngắt là phải có dương có âm. Cho nên cái biết từ trước khi vô chân G của con IDBT nó có một cặp transistor đóng ngắt. Con 8050 và 8055 nhớ không? Touch the gate, light goes off. Very simple. Như vậy là các bạn hiểu được cái cách của IDBT hoặc là quy đề bạc lập chưa? Dual package IDBT brick. This one has two IDBTs. Nó chạy nó vô dương, còn nó muốn tắt thì nó phải qua âm. Now, đúng rồi, nhưng mà như vậy điều khiển nó làm sao? Yes, they have nắm vô dương, nó có gì kích nó vào, thiếu cái kích. Kích nó phải kéo nó lên dương, phải kéo xuống âm được. Nó mới chạy à. First IGBT in there. Như vậy là các bạn hiểu được cái thằng Tây này nói gì chưa? Tuy rằng nó nói tiếng của nó nhưng mà chúng ta hiểu vẫn hiểu. Biết nói đây mày biết nha. Vậy chúng ta tạm thời cho nó ngưng đi. Như đây là nó hết nhiệm vụ rồi đúng không? Không. Giờ nãy giờ nó không đi đâu vậy? Như vậy thì theo các bạn hai bạn điện tử đó, hai bạn điện tử như vậy mà muốn lên dương được xuống âm được thì phải dùng cái mạch nào, muốn nó lên dương thì lên dương, muốn xuống âm thì nó phải dùng cái mạch nào, cho hai bạn điện tử suy nghĩ á. Muốn lên dương hoặc muốn xuống âm thì đi chùa Hương. Còn đường lên trời là đường xa. Đang hỏi thật. Ta động ra hai cái thầy. Không, ta động ra hai ngang lên, xuống, không có xuống âm được. Không phải mạch sung. Mà nó ứng dụng mạch thất đại. Đúng không mạch sung. Thất đại nó làm cái con chăn to nhỏ này chứ chứ thất đại. Không phải luôn. Các bạn suy nghĩ, cho hai bạn đi tử suy nghĩ, các bạn chỉ chờ các bạn suy nghĩ xong các bạn thừa hưởng thôi. Ai là điện tử phát biểu ý kiến? Lên dương được mà xuống, kéo lên dương xuống. Không, lên mà xuống không được là chết luôn á. Như vậy nó gắn hai chân to con thuận con nghịch. Nó nghĩ vậy đây mấy bạn tự. Là con chân to con thuận con nghịch. Nếu mà con chân to con thuận con ngược là phải có nguồn cộng trừ. Và lúc đó khuếch đại cấp AB. Các bạn muốn chết nhiều. Hả? Không phải mặt tín hiệu. Nếu mà chạy không đến 300V mà khuếch đại lên xuống được thì chỉ có duy nhất khuếch đại cấp A. Tức là hai con chân to thợ nghịch. Khuếch đại cấp A. Khuếch đại chúng khuếch đại về âm đi, chúng ta có mấy cấp khuếch đại. Khuếch đại A là khuếch đại nóng nhưng mà âm thanh cực kỳ hay. Khuếch đại AB công suất lớn nhưng mà có méo tí. Khuếch đại cấp C, khuếch đại cấp H và khuếch đại cấp A cộng khuếch đại 2N là cái đó chuyện đó tính sau, cái đó khi nào các bạn học âm ly mình dạy. Cái nào học âm ly mà âm ly 2N thì mình sẽ dạy các bạn âm ly 2N. À, như vậy thì chúng ta sẽ học khuếch đại cấp A. Như vậy thằng này chúng ta sẽ được 15V. Hiểu 15V chưa? Hiểu 15V tại sao có 15V chưa? Chưa. Nằm trong con bẻ nè. Nên con bẻ cần 15V nè. Điều kiện cần nó 15V mẹ mới chạy. 15V với 300V vậy nè. Bắt đầu. Ờ, đây nó đây. Như vậy con bẻ cần 15V để nuôi cho thằng này nè. Bây giờ chúng ta mới hiểu là tại sao có 15V. 300V là nó UV đúc, nó không liên quan. 15V cần là cần cho thằng khuếch đại này nè. 0V, 15V. Khuếch đại nó nuôi con UV đúc đó. Như vậy thì có một khối giao diện. Như vậy thì ngay chỗ này nó mới đưa vô cực G của con bẻ nè. Của con IDBT nè. Cho nên 6 cực G của con bẻ này sẽ sắp có 6 con này. Mỗi con này nó nằm trong con này nè. Con này là con gì?
À, bạn nào sáng mắt coi giùm mình hả? Mã số gì? Coi đi coi mã số nhiêu. Ráng lên trời ơi, bạn coi đi. Đây. Con này chính là TLB251. Như vậy con vi xử lý sẽ điều khiển con bóng led này để ra hàng này đóng ngắt cho cưng G con này đây. Nên chúng ta cần thiết phải có 6 con này trong mạch cưng gạch tơn. Bạn bảy đâu cần hiểu, bạn mới học có bảy đâu không nói. Cái con này nó cao siêu lắm rồi. Tại vì cái này là chúng ta có 6 con IDV này điều khiển cho cái quạt, 6 con IDV này điều khiển cho con bẹ này, cho cái lóc, cho nên chúng ta có tổng cộng 12 con. Như vậy chỉ có con này, khi con này nó dẫn thì có phải là chân này lên dương không? Khi con này nó dẫn thì con này xuống âm không? Đúng không? Như vậy thì con này nó mới điều khiển được cái con IVT lên dương xuống âm được, nó mới đóng ngắt cái con IVT được. Nó làm vậy nó chia phần cua này, cái này nào mà con dưới dẫn là con nào em? Con dưới dẫn là do thằng này nó kích con này dẫn em. Trong nó có một cái rồi. Con kích là cho con này. Chứ còn cái xử lý thì nó chỉ đưa. Vì xử lý nó chỉ đưa con này thôi á, con này. Đưa lại thôi. Trong đây nó chia cả hai. À, cho nên các bạn có sẽ hồi đó các bạn cứ luôn luôn thấy cái con này mà các bạn không hiểu cái con này cái con gì. Mà nhiều thế. Con này chính là con để dẫn IDBT chạy dương xuống âm, lên dương xuống âm để đóng ngắt. Cái này nó chia cái hai bên này, bên đây nó chạy vô mẹ, bên đây nó chạy vô quạt. Ờ, thì nè, bên đây là 6 con này chạy cho quạt, 6 con này chạy cho mẹ. Nhưng mà nó làm chân cẳng khác nhau thôi. Ờ, vậy thôi. Nó giống nhau, một thứ một luôn, bạn lấy con này bên đây con này bình thường, nó cùng mã số mà. Thằng này 6 chứ gì kia. Nấu, thằng nào bán chứng nấu. Con ba ba. À, 6 con này nó thích hợp cho cái con này rồi. Nên bạn hiểu được cái quy tắc của inverter chưa? Học inverter không khó, nhưng mà chịu khó nghe và chịu khó tài liệu. Chứ học inverter không khó rồi nha. Nói trước các bạn, inverter không khó. Như đây là cái công suất lớn thì 6 con này nằm ngoài. Như vậy thì cái con bẹ của máy giặt các bạn là công suất nhỏ. Vì 6 con này cũng nằm trong con bẹ. Gồm vô đây luôn. Nó gồm vô con bẹ đây, con bẹ của in của máy giặt Toshiba inverter đây, mấy con bẹ của máy giặt Toshiba inverter. Chúng ta thử tra mã số coi phải là 6 ngoan nằm trong không. Thầy mấy con vàng vàng nó kêu bằng con gì quanh nè thầy? Con vàng đó nó màu vàng. Đó nè con trên 12 con đó thầy. Đây con bẹ mấy vàng. Đây, nó đúng không? Phải nó không bạn? Kéo lên. Phải nó không? Chúng ta sẽ coi sơ đồ khối của nó bên trong. Kéo lên đây. Đây. Ở đây có 1, 2, 3, đúng không? Đây có điều khiển 1, 2, 3, dây 6 con này nằm trong của con bè. Như vậy các bạn hiểu được cái quy tắc không? Như vậy là chúng ta nếu mà 6 con quang này nằm trong con bè thì chúng ta cần 6 đường lệnh của vi xử lý đưa vô thôi. Còn nếu mà ở ngoài có 6 con quang thì vi xử lý sẽ đưa đường lệnh vô cho 6 con quang. Chỉ có công suất lớn thì con này nó nằm ngoài. Còn công suất nhỏ thì nó đút trong bè luôn. Nhưng mà thế hệ đời ga 410 thì đa số nó đút trong con bẹ hết luôn rồi. Cho nên cái mạch ga 410 nó dễ sửa hơn cái mạch ga 22. Chứ các bạn đừng nghĩ là mạch ga 22 dễ sửa hơn 410. Điều sai lầm. Đúng không? Lỡ ví dụ cái này thì có thể là một con quan nó hư. Đúng không? Nhưng mà con bẹ của 410 nó hư thì chúng ta thay con bẹ thôi. Vẫn nhàn hơn là bạn kiểm tra một con quan hư. Một số bạn trên mạng luôn luôn tưởng là nói là mạch 410 khó sửa. Xin lỗi, không có. Đã hiểu rồi đó. Hôm nay đuối như vậy cũng xong rồi. Con này 21563 là 21563 em đấy. 21353, 21355563 như nha. Dù một hình dạng.
Vậy các bạn thấy rõ ràng 6 con DBT nằm trong và 6 con quang nằm trong. Các bạn thấy rõ không? Đây bạn. Chúng nhỏ là tí. Bạn thấy 3 con quang nằm trên, 3 con quang nằm dưới trong khối này. 6 con tổng cộng. Như vậy chúng ta hiểu tại sao con bẻ phải cần 15 con chưa? 15 V chủ yếu cấp cho quang học và 300 V cấp cho IDBT. Không hiểu nguyên lý mạch giải thích chỗ này không nổi đâu, vô không tới, không bao giờ tới chỗ này nổi. Vì lượng lượng vòng ngoài, ý giới thiệu con này là con gì rồi xong hết. Chứ làm sao mà giới thiệu vô tới cấu trúc, không bao giờ giới thiệu cấu trúc nổi. Nếu bạn không hiểu nguyên lý mạch không bao giờ giới thiệu cấu trúc nổi. Như vậy thì đường 15 V các bạn có thể cấp nè, cấp vô nè, VCC nè. VCC nè, VCC. Chúng ta để ý nha, 1 VCC, 2 VCC, 3 VCC và 4 VCC. Như vậy là con bẻ này sẽ có 4 con tụ nguồn nằm ở ngoài. Đây bạn. 1 2 3 4. 4 con tụ nguồn đó để giữ ổn định cho 4 con quang. Ui, 300 V cấp ở sao vô cái chân của mẹ vậy? 300 V cấp đây bạn, B, N. Motor xài điện áp 3 V là rồi. Hả em chị ạ? Motor này xài điện áp 3 V. 300 V là cấp vô cho con bẻ. Khi mà nó chạy á, là tùy theo tần số đóng ngắt của con IDPT này nhanh hay chậm thì nó sẽ quyết định số V ra motor lớn hay bé. Tức là đóng ngắt. Đóng ngắt liên tục. Các bạn motor mình sẽ giảng kỹ về cái vấn đề mà nó ra V như thế nào. Nhưng mà chúng ta đang học là cấu trúc của con bẻ. Rồi sau đó chúng ta sẽ học cách điều khiển con bẻ chạy. Chúng ta đang học cấu trúc à, nghe nó sẽ ngán. Nhưng mà ráng đi. Đời không có gì dễ hết. Các bạn à, ráng cố gắng. Này quá trời luôn hả? Like quá trời luôn. Thì dạng hay quá. Quá trời like. Ủa có like hả? À? Có không? Thiệt luôn hả? Và các bạn hiểu được cấu trúc con bẻ không? Tất cả các con bẻ mà công suất nhỏ thì 6 con quang nằm trong. Đó là đời ga 410. Còn những cái con công suất lớn thì 6 con quang nằm ngoài. Còn công suất lớn nữa thì 6 con IDBT nằm ngoài luôn. Càng lớn nữa rộng nhà ra ngoài. Để chi? Để nó thoát nhiệt cho kịp. Và dòng điện lớn. Bạn hiểu ý nghĩa chỗ này không? Đi nuột quay đi cho nó dừ. Thế là con nào công suất bé là nó dồn vào trong con này. Thì nó dồn lại để chi tiết kiệm chi phí và đỡ công suất. Đẻ ra 6 con này. Đúng. Các bạn thấy không? Có một cái mạch đầu 410 đưa thầy cái tiệp không? Đây đây đây. Đây, bạn thấy 4 tụ không? Đây. Bẻ nè. 6 quang gom mẻ đây hết rồi. Và chỉ còn 6 đường lệnh tượng vi xử lý. Đây, chạy rét vô vi xử lý luôn. Vô con bẻ luôn. Đây nó nè. Nó nè bạn. Có mạch tháo rồi để trong đó. Như vậy bạn thấy là 410 dễ sửa hơn 22 rõ ràng luôn. Nó có trục chặt chỉ thay bẻ. Nghĩa là cứ trục chặt là 410 là thay con bẻ là hết. Chưa chắc. Nó đồng ý là chưa chắc nhưng mà cái xác suất đó là như vậy. Còn cái mạch này hư bạn có khổ nè. Tại vì 6 con quang, loại 6 con quang không biết con nào hư. Là cái chuyện đó mà thay hết thì nó quá tội luôn. Nó lắc tí thôi. Nhưng mà khổ. Nhưng mà khổ một điều quá là bạn thay một con bây giờ dính xương. Mình giải thích cho bạn dính xương. Giải thích cho bạn dính xương. Chúng ta sẽ biết tại sao chúng ta thay một con mà chúng ta lại dính xương. À, các bạn điện tử cũng đừng ý đi chỗ này. Mình à, ví dụ nha. Có phải đây một con IDBT. Mình vẽ tranh Sito đi. Quen vẽ tranh Sito rồi. Các bạn thông cảm nha. Tại sao bị dính xương? À, các bạn này hiểu không? Không. Không, bạn này nè. Học xưa rồi. Đây, UV đất nè. Một lúc đúng không? Nếu có một con quang chạm, nếu có một con quang chạm dương chạm âm gì không cần biết, cho nó chạm dương đi. Nếu mà nó chạm dương thì con IDBT này nó dẫn điện phải không?
nó chạm dương thì như mình đã nói, motor 3 pha nó sẽ đóng con số 1, con số 4, số 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó đóng đầy, đóng đầy, đóng đầy phải không? Mình có nói các bạn chưa? Nó đóng lần 1, 4, 6, 5. Nó nói các bạn rồi, phải không? Như vậy, nếu mà một con quang mà bị chạm thì có nghĩa là con này dẫn. Tại vì nó chạm dương thì nó sẽ cho kích con này luôn, lúc nào cũng dẫn cả. Đồng ý là trong thời gian đầu nó sẽ con này chạy thì motor quay một góc 120. Nhưng mà tới chu kỳ thằng này dẫn thì nó cũng quay một góc 120. Nhưng mà tới chu kỳ thằng này với thằng này dẫn nữa, đùng bành sát. Chết rồi, giống như nó nhắn mặt. Như vậy một con quang chết. Khổ nạn luôn. Đó, một con quang chết là quyền họ đi hết. Nó sẽ hỏng rất nhiều. Vì nó kéo theo mà, nó quýnh con này với con này chết. Thì con này chạm luôn sẽ dẫn tới gì? Con này chạm luôn quyên này đi hết, nó đi một phát đi hết luôn. Nếu hai mình có ảnh hưởng gì, hai thay hết một lúc, cho nên thay lúc sáu con quan, thay luôn con mẹ, quả khổ. Chấp nhận chơi chơi luôn vậy hả? Nó giả chết bởi vì các bạn không, các bạn cứ trên mạng các bạn cứ nói là ra 22 dễ sửa hả? Dễ sửa đi nè, sửa đi. Nó chết mấy quang đó là nó phá luôn mẹ. Chứ sao đó thì mới nói đó. Cái tới cái phá của bạn Điệp anh Sơn mình sẽ giảng kỹ hơn nữa. Các bạn đu đu theo bạn Điệp, ngày nào bạn Điệp học các bạn học là bạn chắc cũng. Bạn Điệp đó là giám đốc của lầu 1, mình đó là giám đốc lầu 2. Như vậy là các bạn hiểu được cái cấu trúc của con bẹ và các điều khiển bẹ, tại sao có nguồn 15, có nguồn 300V chưa? Mình cứ hay nói các bạn là con bẹ phải có nguồn 15V. Mà các bạn không hiểu nguồn 15V đó là cái gì? Hôm nay các bạn hiểu được nguồn 15V nó làm cái gì chưa? Nó chủ yếu là nuôi cho con khối quang học. Còn 300V là nó cho UV đất. Còn IDBT nó là một con lai của một con transistor và một con phép. Con transistor là dẫn điện, là dẫn điện của transistor, nhưng mà kích là kích bởi con phép. Không? Con phép thì có đặc tính gì? Dẫn là dẫn luôn, trừ khi nào kích âm nó thì nó tắt, nó không dẫn. Cho nên chính vì cái đó người ta mới xài cái con quang học là có dương có âm, là khuếch đại khuếch cấp A. Sim điện thoại phải đăng ký anh ạ. Sim phải đăng ký mới xài được anh ơi. Bây giờ nhà nước nó không cho xài sim rác nữa. Cho nên nó mới xài khuếch đại cấp A, kích dương kích âm. Chứ không thôi nó đâu xài con này. Con này mắc tiền lắm, hồi bữa hồi nhỏ quay chợ nhiệt tảo nó bán 25 ngàn 6 con như ông nội. Thầy lãnh giá nhiều thầy. Thầy lãnh giá nhiều thầy khóc rồi. Quan trọng thầy lãnh giá nhiều thôi. Bây giờ chị các bạn hiểu được cái cấu trúc của con IDBT và các hoạt động của nó chưa? Khi mà muốn nó dẫn thì lấy tay kích lên dương nó dẫn. Khi mà muốn nó không dẫn thì kích tay xuống âm thì nó không dẫn. Khi muốn nó dẫn là cứ sờ vào qua rồi đó. Mình lấy cái mát nhà dương, cái lấy cái mát. Điều đấy là điều mình thấy mình ấy. Bảo nó vậy nó giống như công tắc như thế này. Đây. Có một chân vào nhưng mà có nghĩa là thành đi xử lý nó điều khiển con mét kia. Ba mình nghe coi. Thấy nghe. Nghe em đi. À, cái này bạn này à. Bạn này em thì thấy có mỗi một chân nó vào cái chân kia mà cái nào con kịp vào đấy. Cái này đúng không? Cái ngoài đấy. Này đúng không? Con đấy nó kích lên con. Cái này khi mà con led này nó nhá lên nó sáng thì con này dẫn, thì con này giống như một khối xử lý trung tâm. À, nó sẽ kích cho này dẫn, khi bóng led tắt thì nó sẽ kích cho này dẫn. À, cái đấy là một cái khối xử lý. Cái này cái khối của nó tự hoạt động.
có mỗi chân vào nó kéo được kia đi. Okay. Như vậy các bạn đã hiểu được tại sao trong mạch rất nhiều cái con quan chẳng hiểu con gì. Hôm nay chúng ta sẽ hiểu rồi tại sao nó hoạt động. Nó là con gì quan? Hả? Mình hiện nay mình cũng không biết nó kiểu là con gì, bởi vì mình xem cái tựa đề nữa coi. Ôi trời, cái này kêu sao trời? Galaxy. Galaxy. Đủ điện thoại không? Tiếng Anh sang tiếng Việt. À, photocoupler này thì con quan học à. GALAS. Mình hay kêu là con quan học á. Ở biết tắt là con PLP. Kiểu là nó xóa một cái lấm điện ăn được rồi. Thôi kệ bà nó, mình hiểu vậy đi. Như thế thì nhau thì quan trọng là muốn nó sáng là phải sờ vào cực dương, còn muốn nó tắt là sờ vào cực âm. Cái đó là con IBT, con này con quan khác. Quan khác. Quan ngoài à. Quan ngoài á. Như vậy là các bạn có hiểu sơ sơ về cái luật này. Như vậy thì cứ mà điều khiển motor ba pha thì đối với công suất nhỏ thì nó có cái con này. Thì 6 con quan nằm trong. Còn nếu mà công suất lớn thì 6 con quan nằm ngoài. Còn nếu mà công suất lớn nữa thì 6 con IVT nằm ngoài luôn. Được chưa? Thì gọi là con quá chạy đó tôi cũng điện năng nhỉ. Ừ. Là cái này là có 6 con nó nằm ngoài á. Đúng rồi, 6 con nằm ngoài. Công suất nó lớn, cái này là khoảng bao nhiêu vậy? Cái này không phải công suất nó lớn mà nó điều khiển lúc nó tăng tua, giảm tua, nó cần điện thay đổi đột ngột, nó phải dùng cái con công suất lớn để nó chịu đựng cái dòng tăng tốc của cái quạt. Dòng cản gió của cái quạt. Khi mà cái quạt đang gì mà bạn muốn quạt cái vù lên, tức là bạn phải có một dòng điện cực lớn để thay đổi tốc độ đột ngột. Bạn thấy cái quạt inverter nó chạy nó đứng đang đứng, nó quạt vù cái nó quay rất là lẹ, chứ nó không giống như cái quạt kia quay từ 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 từ. Thầy nhầm cái đời máy, nhưng nó không tăng tốc thì mấy con này cũng có vấn đề thôi. Đương nhiên. Không, nếu mà nó tăng tốc nó không giảm tốc cũng là nó luôn. Đúng, bạn hiểu được là được. Chứ thế là anh. Hiểu được là nữa. Chứ thế là hả Hồng đó. Là mấy cái con đó. Là có từ 500. Như vậy thì inverter nó sẽ khó hiểu, mình có thể là giảng cái bài này lần 2, lần 3 nữa, nên các bạn có thể là hôm nay các bạn nghe sơ, mốt chúng ta sẽ được nghe lần 2, lần 3 nữa. Cho chút lý thuyết vô cái mấy con gặp đây thầy. Có gì đâu lý thuyết. Lý thuyết nãy giờ giảng thấy mẹ rồi. Nó chạy nó có. Cái đó bài cuối cùng và bài bài tặng phẩm khuyến mãi chạy kia cuối cùng là có cái bài viết từ hát chủ bài không đấy, để cho ông người là lấy sống được chưa các bạn. Như vậy là các bạn khóa máy lạnh inverter, máy giặt inverter lên vô cho mình 6 đường lệnh của vị xử lý cấp cho nó đi, ngày mai trả lời cho mình. Ủa mấy bạn nè, 6 đường lệnh cấp cho nó. Là chuyện nào? Chết mày chưa, học đi, ai cũng đi xuống học. Từ vị xử lý tìm cho mình 6 đường lệnh cấp cho con y tế con này. Con vị xử lý. Tìm nữa mình đường 15V, tìm cho mình 4 con trụ bơm áp cho nó. Ghi nhận, ghi đi. Bài tập của bạn đấy. Đầu tiên là bạn tìm cho mình đường 300V cấp cho con bẹ là một chuyện, 15V cấp cho con bẹ là chuyện thứ hai, 6 đường lệnh cấp cho con bẹ là chuyện thứ ba. Các bạn tìm cho mình và ngày mai trả lời cho mình cái con bẹ đó. Dạ, 4 cái đường tụ mà mẹ giết các bạn, 4 cái đường tụ bơm áp. Mới nói thì thầy quên đó. Cái là mai bên học rồi này. Sáu đường mấy? Không. Đậu định đi xe với này. Thầy mai là đưa các đồng chí đi thành phố cho ăn phở. Mai mình sớm nhà mình hướng lớp C 7 chỗ mình ra ngoài lá công viên mình chơi. Năm rồi đây phải là ô tô. 24 chỗ. 24 chỗ chơi một ngày. Taxi kìa. Ông đưa tôi 500 có gì tôi. Ba trăm ngàn. Sáu đường lệnh. Bạn muốn con mẹ chạy được thì bạn phải tìm được 6 đường lệnh cho mình. Tính gì tính? Nó giống như kiểu là con Sanjo mà chiều nay đúng. Thầy trò mới học đấy đúng không? Đúng, 6 đường lệnh là chuyện thứ nhất. 4 con trụ bơm áp là chuyện thứ hai. Gồm 300V, gồm 15V là hai chuyện cuối cùng. Bạn muốn cái máy bạn motor quay thì bạn phải tìm được cho mình cái này. Thầy ơi, thầy chưa dạy cái 4 con trụ bơm áp. Tao mới nói hết thầy á. Nếu bạn tìm không được những cái này thì các bạn motor các bạn không bao giờ quay. Một ngày mình dạy các bạn kiến thức đi xa lắm á, các bạn ráng cố gắng nha. 3 năm mà đi có 3 tầng thì các bạn hiểu rồi, kiến thức bạn vô dữ lắm, các bạn cố gắng đi. Vậy là nên quá dùng lượng.
Không phải bây giờ có hai bạn này vô kiến thức là sướng nhất. Các bạn ừ, chữ nào thầy thì tối nay em chữa được chữ nào này bạn vô sướng nhá. Em được chữ nào như vậy là các bạn thấy là các bạn thấy là rõ ràng chỉ có mặt Toshiba là chất lượng tốt. Cái mà thầy nói nó chạm mà nó nổ đang từ đùi đúng rồi nhưng mà nó bền bán nó là không có chịu hồi âm, nó không hồi âm đúng rồi tiếp lắm bán là toàn câu không tiếp coi cái mạch còn mạch câu nào không phải nó không chịu hỏng hình như thấy có mạch câu có cái mạch này bệnh giống vậy nè nó mình bán cái tàu nó mình bán mình nổ bán ra không có nó chịu nổ là không nó chịu nổ là khỏi cứu không thấy chỉ số luôn không cứu được Toshiba một hơi mà nó nổ banh là mà không cứu nổi đâu mà cứu thì thời gian rất lâu nhưng mà thật ra chúng ta nhận giá không cao được chúng ta không làm chúng ta xuống được ngoại trừ chết vì xử lý tổng là chúng ta xuống được thôi đó là chuyện đương nhiên nhưng mà vì xử lý tổng còn sống là còn cứu được nhưng mà cái quan trọng chúng ta phải cân đối thời gian và tiền bạc. Chúng ta sửa cái mạch có 200 ngàn mà sửa 3 ngày thôi rõ ràng vợ đuổi ra khỏi nhà. Chúng ta phải tránh nào sửa 50 phút chúng ta 900 ngàn cũng còn được. Thì đó anh tạm vừa rồi. Sửa mà cái mạch mà 3 ngày có 200 ngàn rồi không sửa rồi. Chắc chắn rồi. 1 triệu không thì đi anh tạm vừa rồi. Này vợ cho gì? Này không học cơm cho nó để chết. Thấy ra trên đó mà tiệp, có mấy cái tiệp, tôi sẽ bán. Màu xanh xanh. Ờ, màu xanh xanh. Cái này thật ra cũng gì mấy bà điện tử nghe này là hiểu sướng á chỉ có cái điện tử gì nghe cũng biết chút thôi bây giờ hiểu rồi trời ơi sướng á hiểu được rồi các bạn chưa hiểu chỗ nào các bạn học hiểu rồi sướng mày cũng hiểu rồi em cũng xem rồi cũng có thích hoạt động cái điện tử không biết hoạt động nào cái thứ nào không biết đâu vậy các bạn thậm chí cái con quen mà không biết nó hoạt động sao luôn mà nay chúng ta biết rồi. Còn cái mạch màu xanh dài dài nhưng mạch này thức giống vậy mà sao mà không có cái ai hiểu cái này là phải thực tập nó mới nhớ này cứ bình tĩnh tiền sẽ vào túi hết vài lần mà có chứ không cứ học đi thầy bạn đến cái học đó Panasonic không phải không phải mạch bên kia kìa các bạn mới nói là tuyệt đủ tiệp ở đó ủa đâu phải đâu cái mạch đó là đâu ờ đúng rồi ở đây sáu coi đây nằm ngoài đây cho con em mượn cái mẹ. À, con bẻ hả? Con bẻ hay con ghẻ? Mày nói lộn không? Con bẻ. Ờ, con bẻ. Con ghẻ ở đây có đất con ghẻ ở đây gọi là con ghẻ. Con ghẻ ở đây là 350 một con. Làm sao không biết? Ngoài kia nó đề giá sẵn. Đây đưa đây. Tiếp. Đây là 410 các bạn. 410. Bạn thấy nó nổ là khỏi cứu. Coi nó nổ đi. Nó nổ là khỏi cứu. Nó nổ đi nó mới bay. Nó nổ luôn con tổng luôn. Thấy con tổng với không? Nó nổ banh trên đây. Đâu thầy ơi. Nè, yeah, okay. Cái gì đâu em miếng giờ nó lủng bụng con tổng luôn rồi nè. Nổ banh xác ở đây. Nó lủng bụng luôn. Con này là thôi, tính ve chai. Như vậy thì nó điều khiển 6 con IDBT. Bởi con này. Và cái quạt của chúng ta sẽ điều khiển bởi 6 con IDBT này, bẻ mẹ trên con này 6 con IDBT, con này điều khiển 6 con IDBT con này. Con này sẽ điều khiển 6 con IDBT này, vi xử lý sẽ điều khiển tổng 2 con. Đánh cả 2. Mà nó nổ là khỏi cứu. Mà thấy nó nổ kìa. Bánh sắc pháo. Đúng rồi, con số là xài được. Bánh sắc pháo. Giả điều kiện con số xài được. Nó nổ thậm chí mất luôn cái số luôn á. Con này ra mà nó nào mà liên quan gì? Làm gì còn miếng nào đâu mà tháo. Tháo rồi tụi thiếu gì? Ôi được có ba còn tháo này may ra mình cứ được này. Nó thấy nó nổ là nổ vậy á, chứ nó không giống như cái con bẹ của máy giặt của đâu. Chết còn y thinh không có. Nhiều khi nó nứt miếng thôi. Không nứt luôn. Trừ khi nào bạn làm chạm chân. Cây xe công sức nó mới nứt lộn. Ga 410 thì vẫn có cuộn CT. Đây chưa các bạn thấy rõ ràng là đây là quạt 3 pha, điều khiển quạt 3 pha. Dây hồi tiếp. Có gì? Không, cái mạch này có quạt gắm vô đây nè. 6 con, quạt 8 chân. 6 con, quạt 8 chân. Bạn thấy rõ không? Bạn thấy về cấu trúc mạch của cần 22 và 410 bạn thấy có khác nhau gì không? Có. Cần cũng vậy thôi, cái tương đương. Khác mà. Nó khác nhau cái gì biết không các bạn? 6 con quan nằm trong đây. Không quan nằm to rồi, đi rồi.
6 quan nằm đây. Nằm trong cái con này. Thằng này thì 6 quan nằm ở ngoài. Mà con 6 quan, 6 quan. So sánh giữa 222 với 410 hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác nhau về mặt hình thức, về cấu trúc mặt, lý thuyết mặt, y chang. Chỉ khác nhau về cái hình thức. Cái linh kiện mỗi ngày làm mỗi tiếng bụng. Vào thôi. Thấy không? 6 con quan gom vô đây. 6 con quan gom vô đây. Như vậy con này quệ ca hả con bạn? Con này quệ ca có bán. Nhưng mà đều có một cái mà nó chết tổng thì mua. Được không các bạn thấy sự khác nhau giữa 410 và 22 không? Không nhiều mấy. Còn nguồn xích trên thì sao? Nguồn xích trên chưa biết màu đèo cắn miễn nào. Nguồn xích trên con này xài sơi. Còn nguồn xích trên của con này xài con sò. Về cấu trúc thì y chang nhau, không khác nhau. Nhưng mà hàng này xài sò, chẳng thấy bao giờ hư nguồn. Còn hàng này IC có hư nguồn. Con này chịu dòng lớn. Con này chẳng bao giờ nó chết nguồn. Đúng không? Con này chết nguồn. Như vậy đời 410 chết nguồn, chứ đời 22 khó chết nguồn hơn. Con sò nguồn này nè, nấu chết nổi. Con này đây nó chết. Như vậy ra ha, đời 22 chưa chắc bền bằng đời 410 chưa chắc bền bằng 22 nha. Ok chưa? Cảm ơn Tinh Nguyễn nha. Được chưa các bạn thấy không? Như vậy thì các bạn trên đó mạch điện nhiều lắm, bạn nào mà bên khóa máy lạnh, bên khóa máy giặt có thể tham khảo mấy cái inverter cũng được, không sao cả, ở trên đó có sẵn. Nhưng mà đừng bẻ chân linh kiện của mình thôi. Sao được. Thầy nhiều linh kiện mà. Đã nằm ở trên phòng có thầy hay là phòng của thầy? Không có. Hỏi chỗ coi trả lời vậy. Ai là thường thế, cái đầu này là nhớ tôi phòng không ạ? Cái bầu 66 nữa đem ra. Không dám đâu. Mấy cái bò đưa các bạn là bò gỡ trong mà trong trong hộp ra hết mà, đâu có đâu phải là đồ bỏ đâu. Cái mấy cái bò đó là bán được không đó. Dám nha. Cái con bẹ mà đang trong mạch các bạn mình gỡ ra mình bán được 250.000 đồng. Tại vì con bẹ trong cái bò đó là con bẹ zin. Còn các bạn mua con bẹ ngoài là con bẹ Trung Quốc. Các bạn đừng có giỡn nha. Con bẹ bạn ngoài bạn mua chưa chắc bền bằng con bẹ đang trong cái bò. Đừng có nói là đồ da chai không có đâu. Thầy ơi, cái vỉ của thầy đáng 1 triệu rưỡi, thầy cứ tấp lên cho là 3 triệu lúc mà ông làm hỏng rồi. Cho nên các bạn nên nhớ cái con bẹ mà trong trong cái bo lúc nào nó cũng là tốt. Cái con bẹ mà các bạn ở ngoài cái đó là hàng thay thế chứ không phải là hàng zin đâu nha. Đúng rồi, hiểu. Nhớ nha. Nó tóm lại là dạng 2 á, vậy đi. Không khác gì như là mình đi thẩm mỹ viện cũng vậy. Tự nhiên thì lâu. Cái gì mà mình kiểu đi tốt lại. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là dù cho nó là mạch xài 8 con quan hay là đúc con quan nằm trong thì nó cũng có 4 con tụ cho khóa quan học 1, 2, 3, 4. Thấy không? 4 con tụ cho khóa quan học. 1, 2, 3, 4. 4 tụ cho khóa quan học. Dù nó là 22 hay 410 thì nó làm cái gì, nó làm nó lễ lọc cho mấy cái để lọc cho khối quan học. Nó 1 2 3 4. Yếu thì nó vui đó. Đây là 4 con tụ mà áp đây. Đúng 1 2 3 4. Về phải lên thêm một chữ nữa mà. Đúng chưa? Coi như là mỗi một mặt nó sẽ có 4 con tụ cho khối quan học. Là 4 con tụ đó, bạn thấy 4 con tụ đó. Dạ các con sang vô các bạn chút nữa lên chảnh bạn coi nó cũng có 4 con tụ. Hồi trưa mình đo một con tụ 15V rồi, vậy còn 3 con tụ nhỏ nằm cái bên nữa là, như vậy là 4 con tụ đó là của khối quan học, nó nằm trong con bè. Sợ chuyên gia thay của em 4 cái con đấy. Dạ cái con tụ đó rất là hay hơn. Nó cứ chạy lên cấp, chạy lên cấp, chạy lên cấp. Thì thường thường thở nó sẽ thay 4 con tụ cho khối quan học. Đó là ổn định áp cho khối quan học. Đây bốn con luôn. Thấy rồi chứ đâu mà chết hả? Đưa vô nè,
khối hoàng học nằm ở đây, khối vào khối uy đất, bên này khối hoàng học nhấn hiệu thì nó nằm bên bốn con một hai ba bốn nằm bên khối hoàng học giết nhầm của nó bỏ sót hai là mới ha mới chắc ăn rồi chúng ta kết thúc buổi học ngay các bạn. Thôi chúng ta đi ăn phở. Chúng ta ông nội đi ăn phở, mẹ đang quay ly đó. Vợ nhà nó coi chết ông đang quay ly phay đấy. Toàn dùng 1208 này. Có hiểu đâu. Không được luôn. Cho vợ dùng đèn trắng hiểu gì? Chỉ có mình chứ hiểu. Rồi các bạn xem có hay thì like và share giùm mình nha các bạn. Chúc bạn thành công. Mà có nhu cầu nghề thì mình là 861-661 Trần Xuân Soạn nha các bạn. Số điện thoại của mình là 0907 716 705 ha. Ok các bạn. Sài Gòn ngon lắm á.